cháu tên là gì nhỉ? Dạ Tiến cô. Tiến à? Đấy, thì nhìn thấy coi như là cả trước là cô à? Dạ. Cô với em là được làm thấy có đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp nhiều. Thế nên cô cũng bảo là cháu bị liệt bẩy ngoại biên thì chữa nốt. Bây giờ soi lại gương xem là sau khi làm xong thì thấy nào. Thấy như người khác. Soi lại cái xem nào. Thấy như người khác luôn à? Dạ. Bây giờ nhá, trông cái mắt lại trông lại rất là giống Tây. Mũi vốn dĩ đã cao rồi nhưng mà nó là lệch đúng không? Dạ. Và cười cái miệng này lúc trước là răng đi một đằng. Một răng trên đi mà hàm trên đi một đằng, hàm dưới đi một nẻo. Bây giờ là lấy sau thế này là thấy nó đỡ hơn nhiều chưa? Bây giờ cười là nó thoải mái hơn rất nhiều đúng không? Dạ. Đó. Một buổi như này cố gắng là đi thêm ít buổi nữa để cho nó đều đặn hẳn, để cho cái hàm trên thì nó được ra thêm một chút và hàm dưới nó vào một chút xíu nữa. Cười này là đó, nó vẫn còn một chút xíu nữa đấy. Đó. Đã được cái lợi thế đấy. Mũi này lúc trước mũi nó hơi bị trúc đi xuống đúng không? Yeah. Bây giờ nâng cao này lên này thì là thân nhà Thành xong lại giống rất giống Tây. Đấy. Giống thành con người khác. Phấn khởi không? Dạ, có rồi. Ừ, đấy, thế thì có bạn bè nào, người thân nào muốn ấy thì lại chia sẻ giúp cô. Dạ. Yeah. Để giúp cho cái lan tỏa cái phương pháp khỏe đẹp tập thân liệu pháp tới nhiều người. Nhá, thì chúc mừng cháu. Cảm ơn. Ừ.